ra đi thật rồi, chẳng còn mong gặp lại cha. Ơn cha như Thái Sơn cao vời, con biết sao đền bồi. Cha vội ra đi, con biết sao đền bồi. Nguyện xin lòng nhân của Chúa dù thương, đón cha đi về hướng lòng thanh nhàn. Con trai biết theo đạo lành. Hôm nay con mất cha thật rồi, con mất cha thật rồi, không tìm gặp được nơi đâu. Cha con xa cách không bên bờ, biên giới thật xa mờ. Cha vội ra đi, con biết ai cậy nhờ. Nguyện xin lòng nhân của Chúa dù thương, đón cha đi về hướng lòng thanh nhàn. Bố đã mất rồi, tưởng vòng trăm năm bao giờ thấy. Phù lao chín chữ dạt dào dòng lệ biết bao nuôi. Tìm đâu tiếng nói của người, êm êm âu yếm qua lời nhủ khuyên. Dáng hình cha mới khó quên, làm sao con được sống bên cha hoài. Rồi cha đã ra đi thật rồi, chẳng còn mong gặp lại cha. Ơn cha như Thái Sơn cao vời, con biết sao đền bồi. Cha vội ra đi, con biết sao đền bồi. Nguyện xin lòng nhân của Chúa dù thương, đón cha đi về hướng lòng thanh nhàn. Thôi ban tổ chức lễ tang và gia đình xin chân thành cảm ơn đoàn. Tiếp theo chương trình lễ viếng, ban tổ chức lễ tang xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đoàn đại biểu thay mặt cho cán bộ và nhân dân cùng với chi hội cựu chiến binh, cựu quân nhân thôn Năm Trạch vào đặt vòng hoa và thắp hương kính viếng thi hài cụ. Xin trân trọng kính mời đoàn. Lễ viếng được cử hành. Để tưởng nhớ tới người đã quá cố, xin mời đoàn dành phút vĩnh biệt bắt đầu. Thôi ban tổ chức lễ tang và gia đình xin chân thành cảm ơn đoàn.
Tiếp theo chương trình lễ viếng, ban tổ chức lễ tang và gia đình xin trân trọng giới thiệu và kính mời đoàn đại biểu thay mặt cho ban hội đồng mục vụ và cộng đoàn giáo xứ Quân Trạch vào thắp hương kính viếng thi hải cụ. Xin trân trọng kính mời đoàn. Và sau đoàn này là đoàn ban chấp hành hội người cao tuổi thôn Năm Trại chuẩn bị lễ viếng được cử hành. Để tưởng nhớ tới người đã quá cố, xin mời đoàn dành phút vĩnh biệt bắt đầu. Thôi, ban tổ chức lễ tang và gia đình xin chân thành cảm ơn đoàn. Tiếp theo chương trình lễ viếng, ban tổ chức lễ tang xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đoàn đại biểu ban chấp hành hội người cao tuổi thôn Năm Trại vào thắp hương và đặt vòng hoa kính viếng thi hài cụ. Xin trân trọng kính mời đoàn. Và sau đoàn này là đoàn chi hội cựu chiến binh, cựu quân nhân thôn Năm Trại chuẩn bị. Lễ viếng được cử hành. Để tưởng nhớ tới người đã quá cố, xin mời đoàn dành phút mặc niệm bắt đầu. Thôi, ban tổ chức lễ tang và gia đình xin chân thành cảm ơn đoàn. Tiếp theo chương trình lễ viếng, ban tổ chức lễ tang xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đoàn đại biểu chi hội cựu chiến binh và cựu quân nhân thôn Năm Trại vào thắp hương kính viếng thi hài cụ. Xin trân trọng kính mời đoàn. Và sau đoàn này là đoàn thay mặt cho cộng đoàn hai giáo khu giáo xứ Quân Trạch chuẩn bị lễ viếng được cử hành. Để tưởng nhớ tới người đã quá cố, xin mời đoàn dành phút mặc niệm bắt đầu. Thôi, ban tổ chức lễ tang và gia đình xin chân thành cảm ơn đoàn. Tiếp theo chương trình lễ viếng, ban tổ chức lễ tang xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đoàn đại biểu thay mặt cho cộng đoàn hai giáo khu giáo xứ Quân Trạch vào thắp hương kính viếng thi hài cụ. Xin trân trọng kính mời đoàn. Lễ viếng được cử hành. Để tưởng nhớ tới người đã quá cố, xin mời đoàn dành phút vĩnh biệt bắt đầu. Thôi, ban tổ chức lễ tang và gia đình xin chân thành cảm ơn đoàn. Tiếp theo chương trình lễ viếng, ban tổ chức lễ tang xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đoàn đại biểu đại diện cho dòng họ nội, dòng họ ngoại vào thắp hương kính viếng thi hài cụ lần cuối cùng. Xin kính mời đoàn. Lễ viếng được cử hành.
để tưởng nhớ tới người đã quá cố. Xin mời đoàn dành phút mặc niệm bắt đầu. Thôi, ban tổ chức lễ tang và gia đình xin chân thành cảm ơn đoàn. Vâng, chương trình thắp hương kính viếng buổi sáng ngày hôm nay xin được thông qua. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu ông Đỗ Văn Tuấn, trưởng ban công tác mặt trận thôn Nam Trại, lên tóm tắt tiểu sử và đọc lời vĩnh biệt cụ. Xin kính mời ông. Tiểu sử và đọc lời vĩnh biệt cụ Trùm Du Xe Đe Trần Văn Nghị, sinh năm 1928, là xã viên hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, là hội viên hội người cao tuổi xã Bắc Hải. Kính thưa các quý vị đại biểu, thay mặt cho lãnh đạo đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, hội người cao tuổi, hợp tác xã sản xuất kinh doanh, các ban ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội xã Bắc Hải, kính thưa các quý vị quý chức, thay mặt cho hội đồng mục vụ, các ban ngành đoàn hội, giáo xứ Quân Trạch cũng như các giáo xứ giáo họ trong cũng như ngoài xã, thưa các cụ, các ông, các bà, họ hàng làng xóm, thông gia niên gia của cụ và các con cụ, kính thưa cán bộ và nhân dân hai thôn Nam Trại và Nam Trạch cùng Tam Quyến, trong không khí phấn khởi của toàn đảng toàn dân vừa chào đón kỷ niệm 92 năm ngày nông dân Việt Nam năm 2022, cảnh làng quê đang yên vui đầm ấm thì tin buồn đã đưa đến cho cụ bà cùng anh chị em và gia đình. Anh chị em ông Trần Văn Huynh có phụ thân kính quý nhất đã từ trần, đó là cụ Trùm Du Xe Trần Văn Nghị, sinh năm 1928, sinh trú quán tại thôn Nam Trại, giáo xứ Quân Trạch, xã Bắc Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Cụ là tín hữu thuộc giáo khu Tây, giáo xứ Quân Trạch, giáo phận Thái Bình. Nghề sống chính của cụ là sản xuất và chăn nuôi. Cụ sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh nước nhà bực thực dân Pháp đô hộ, đời sống kinh tế khó khăn. Cách mạng tháng 8 thành công khi trưởng thành, cụ xây dựng với cụ bà người cùng quê, hai cụ sinh hạ được 12 người con, 7 người con trai và 5 người con gái. Nay các con cụ đã trưởng thành và đi xây dựng gia đình, và hiện nay cụ đã có 143 cháu chắc chút nội ngoại. Đối với xã hội, từ năm 1970 đến năm 1973, cụ tham gia làm đội trưởng đội thủy lợi. Từ năm 1974 đến năm 1976, cụ tham gia làm thủ quỹ hợp tác xã nông nghiệp Nam Trạch, xã Văn Trường. Từ năm 1978 đến năm 1982, cụ tham gia làm đội trưởng đội sản xuất 14, xã Bắc Hải. Từ năm 1984 đến năm 1986, cụ tham gia làm thủ quỹ hợp tác xã mua bán xã Bắc Hải. Những năm đất nước còn chiến tranh, cụ luôn vận động con rể, con trai của cụ lên đường cầm súng bảo vệ tổ quốc. Gia đình cụ đã có 5 người con trai và 2 người con rể tham gia quân đội nhân dân Việt Nam. Từ khi có quyết định số 5 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình được chuyển đổi mô hình xóm sang mô hình thôn, bản thân cụ và gia đình đã tham gia vào hợp tác xã, nay là hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ xã Bắc Hải. Cụ luôn động viên gia đình, các con các cháu chấp hành tốt mọi chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, quy chế của địa phương. Đối với giáo hội, từ năm 1982 đến năm 1985, cụ tham gia làm thủ quỹ hội giáo Quân Trạch, nay là giáo xứ Quân Trạch, và cùng tham gia làm trùm chánh khóa 1996. Ngoài các công việc nói trên, cụ còn tham gia các đoàn hội trong giáo xứ như hội gia trưởng, hội huynh đoàn Đa Minh,
hội Mân Côi, hội Kính Lòng Chúa Thương Xót. Với những công lao đó, cụ đã được tịch dòng tặng bằng tri ân và ba bằng tri ân của giáo xứ Quân Trạch. Bản thân cụ luôn động viên các con, các cháu, các tham gia các đoàn hội trong giáo xứ sống tốt đời đẹp đạo và góp công góp của cùng bát trùm xây dựng Lơ Thánh Đường ngày càng tôn nghiêm sạch đẹp. Đối với gia đình, cụ là người cụ, người ông, người bố, sống mẫu mực để con cháu noi theo. Đối với họ hàng hàng xóm, cụ ăn ở có nghĩa có tình, được mọi người kính trọng. Khi tuổi cao, cụ tham gia hội Bảo Thọ, nay là hội người cao tuổi Việt Nam xã Bắc Hải. Mấy năm gần đây, cụ lâm bệnh hiểm nghèo, mặc dù đã được họ hàng nội ngoại tộc, gia đình, các con các cháu cùng các y bác sĩ đã hết lòng chạy chữa thuốc thang, xong vì tuổi cao, sức yếu, cụ không qua được. Cụ đã nghe theo lời Chúa gọi về chầu Chúa vào hồi 1 giờ 30 phút ngày 18 tháng 10 năm 2022, tức là ngày 23 tháng 9 năm Nhâm Dần. Cụ được hưởng thượng thượng thọ 90 năm tuổi. Kính thưa toàn thể nhân dân, với 95 năm qua, cụ đã sống với đất trời, với gia đình, với họ hàng, làng xóm. Mà nay cụ đã bỏ lại tất cả những gì mình có trên trần thế ra đi, không bao giờ trở lại. Thôi cụ ơi, đây cũng là quy luật của tạo hóa mà đời con người không ai tránh khỏi. Đúng là từ nay vắng bóng chuông buông, vắng lời cầu nguyện Chúa trên thánh đường, chúc cụ muôn thuở giã từ nơi tầng thế, đời đời hưởng phúc chốn hồng ân. Cụ ra đi đã được bao lời cầu nguyện xin Chúa ban về chốn hiển vinh. Được tin cụ mất, với tình cảm họ hàng làng xóm, các giáo họ thuộc giáo xứ trong cũng như ngoài xã đến gia tăng thăm hỏi chia buồn, cầu nguyện kính viếng linh hồn cụ vì tình thương đến hồn này, cầu cho cháu được thấy ngài hiển vinh. Sống trong cộng đồng dân cư, với tình cảm các đoàn cử đại biểu đại diện đến đứng trước thi hài cụ, thắp nén hương trầm kính viếng linh hồn cụ, chia sẻ nỗi đau buồn cùng tang quyến và đưa cụ ra nơi an nghỉ cuối cùng. Để tỏ lòng thương tiếc cụ lần cuối, tôi đề nghị các quý vị đại biểu, quý khách xa gần cùng toàn thể nhân dân hiện diện tại gặp tang hay đứng dậy và hướng về thi hài cụ để vĩnh biệt cụ lần cuối. Đề nghị ban nhạc tang nổi nhịp nhạc buồn, phút vĩnh biệt bắt đầu. Ban lễ tang xin cảm ơn các quý vị. Vâng, để đáp lại những tình cảm và sự quan tâm của quý đức bậc, quý đại biểu và toàn thể quý cộng đoàn đang hiện diện nơi đây về dự lễ tang cụ Trùm Du Xe sáng ngày hôm nay, ban tổ chức xin kính mời một vị thay mặt tôi lại gia đình tang quyến lên có lời cảm ơn toàn thể các quý vị. Xin kính mời. Kính thưa quý vị đại diện cho các cấp chính quyền xã Bắc Hải, thôn Nam Trại, quý hội người cao tuổi, quý ban hội đồng giáo xứ, quý thân bằng quyến thuộc cùng các ban ngành và mọi người đang hiện diện nơi đây,
bố của chúng tôi đã kết thúc cuộc đời sống trên trần thế này. Từ khi bố tôi nhắm mắt lìa đời, gia đình chúng tôi được sự quan tâm của quý vị đã về gia tang để cộng tác cùng gia đình và giáo xứ sở tại để lo tang sự cho bố của anh chị em chúng tôi. Sáng hôm nay quý vị lại về nơi gia tang để làm nghi thức lễ tang phần xã hội cho bố tôi. Tôi xin đại diện cho mẹ tôi và anh chị em chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị, kính chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe và bình an. Gia đình chúng con xin chân thành cảm ơn quý đấng bậc, quý ban hội đồng Tân Kiều, các ban ngành, quý cộng đoàn và quý khách xa gần đã về chia buồn cùng tang quyến chúng con. Trong lúc tang gia bối rối, không tránh khỏi khiếm khuyết, mong được lượng thứ. Sau khi đưa bố chúng tôi ra nơi an nghỉ cuối cùng, xin kính mời quý vị và mọi người tăng gia đại gia dùng bữa cơm chia buồn cùng tang quyến. Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Xin ban tổ chức tạo điều kiện cho chúng con cháu của gia tang di quan tài bố con ra nơi trồng đòn. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Đây, lễ an táng xã hội cùng trùm du xe đã được hoàn tất. Ban tổ chức xin mời anh em con cháu trong gia đình đăng quyến sẽ tổ chức chi đi hài cùng về thánh đường giáo xứ Quân Trạch. Sau đây thì chúng con cùng một lần nữa cảm ơn tới tất cả các quý chức giáo hội và xã hội, quý vị quý ông bà, các ban ngành đoàn hội và toàn thể quý khách quý ân thân nhân xa gần, bà con trong xóm cũng như ngoài đảo đã về để chia buồn cùng với tăng quyến. Trong giây phút này giây phút mà cùng cùng du xe thế á mà 95 năm qua cô đã gắn bó nơi căn nhà thân yêu này, đây là trở về nơi thánh đường của giáo xứ để cùng với toàn thể cộng đoàn phong giáo xứ đến quý giáo xứ giáo họ cùng với quý cha thân thánh lễ cuối cùng trên mặt đất này tối cùng. Chúng ta xin mời các ban ngày đoàn hội, các ông trong ban phần việc, chúng ta sẽ bắt đầu thành lập đoàn di quan tổ cụ. Xin mời tất cả những ai đã mang tang và con cháu, xin vui lòng mỗi người cầm cho một vòng hoa để đi hàng hai. Chúng ta sẽ cùng với di quan cùng về nơi thánh đường.
cho một chiếc vòng hoa. Hôm nay cũng đã có bộ áo đẹp.